Vĩnh biệt người chiến sĩ châu Âu từng chiến đấu và đổ máu cho Tổ quốc Việt Nam, anh hùng Nguyễn Văn Lập vừa qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Hy Lạp, thọ 94 tuổi. Anh hùng Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927, tên khai sinh là Kostas Sarantidis, là một chiến sĩ người Hy Lạp có công hiến lớn lao cho nền hòa bình của Tổ quốc Việt Nam. Ông là người nước ngoài duy nhất từ trước tới nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông từng sát cánh, chiến đấu cho đất nước Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khi 16 tuổi, ông bị Đức Quốc xã bắt đi lính và đưa sang Đức. Sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, vì không có giấy tờ tùy thân nên ông không thể trở về đất mẹ Hy Lạp, bị đưa vào trại tập trung tại Ý. Đầu năm 1946, ông xin gia nhập quân đội Lê Dương Pháp và được đưa sang Đông Dương theo sứ mệnh giải phóng các dân tộc tại đây, giải giáp quân Nhật. Tháng 2 năm 1946, chàng thanh niên Hy Lạp Kostas Sarantidis có mặt trong quân đội viễn chinh của thực dân Pháp đổ bộ lên Sài Gòn. Nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra tất cả những gì người Pháp nói chỉ là dối trá, những gì họ làm đó là tàn sát và xâm lược bóc lột người Việt Nam. Sau này ông nhớ lại, tuy mới 18 tuổi đời, chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống và chính trị, nhưng tôi cũng biết thế nào là sai, là đúng. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi quyết định đi theo hàng ngũ của quân đội Việt Minh. Và chiến sĩ mắt xanh mũi lõ Nguyễn Văn Lập đã chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam như vậy. Đến cuối năm 1946, chiến sĩ Lập đã lôi kéo được thêm tới 40 lính Lê Dương khác gia nhập quân đội cách mạng Việt Nam. Chiến sĩ Lập đã chiến đấu dũng cảm như một người lính Cụ Hồ thực thụ trong suốt gần 10 năm, trải qua vô số trận đánh khốc liệt. Năm 1958, hòa bình miền Bắc lập lại, ông giải ngũ và kết hôn với một cô gái Hà Nội, sinh được 4 người con, tất cả đều lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Bạch Nga và Nguyễn Thị Tự Do. Năm 1965, ông cùng vợ con trở về Hy Lạp qua con đường Đại sứ quán Hy Lạp tại Moscow. Cuộc sống bên Hy Lạp của ông cũng vất vả không kém, nhưng ông bảo: "Tôi đã mang vợ Việt Nam qua đây thì không bao giờ bắt vợ phải đi làm. Tôi quyết tâm dù phải vất vả 18 thậm chí 24 tiếng mỗi ngày cũng phải làm để nuôi vợ nuôi con." Cuối tháng 8 năm 2013, tuy sức khỏe đã rất yếu do tuổi cao, nhưng ông vẫn quay về thăm lại quê hương thứ hai Việt Nam. Đây là lần thứ 8 ông quay trở lại Việt Nam. Khi được hỏi với mức lương hưu ít ỏi của mình, ông lấy đâu ra tiền chi phí đi lại đắt đỏ? Ông cười khà khà rồi nháy mắt kể: "Mỗi sáng vợ ông phát cho ông 3 euro để đi uống cà phê. Ông đã trốn không uống mà để dành những đồng tiền ấy để bay về thăm Việt Nam." Do tuổi đã cao nên lần nào trước khi sang Việt Nam, ông cũng viết sẵn di chúc để lại, dặn dò vợ con là nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì dứt khoát không được đưa ông về Hy Lạp, mà hãy chôn cất ông ở Việt Nam, vì với ông, Việt Nam cũng chính là Tổ quốc, là quê hương như đất nước Hy Lạp mà ông đang sinh sống. Có một chi tiết rất ấn tượng với ông, đó là khi được giới thiệu lên phát biểu, ông Nguyễn Văn Lập luôn kính cẩn cúi đầu chào trước tượng Bác Hồ rồi mới bước lên bục phát biểu: "Nhân dân Việt Nam xin được chia buồn và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng và sự hy sinh của ông dành cho Tổ quốc Việt Nam."